Quê ở Mê Linh, nay là ngoại thành thành phố Hà Nội. Tôi xa quê từ năm 16 tuổi và đến nay tôi 65 tuổi. Trong suốt thời gian công tác cho nhà nước, tôi đã giữ nhiều cái chức vụ quan trọng và hơn 40 năm làm ở báo Nhân Dân. Tôi cũng đi nhiều nơi, nhiều nước và khi trở về hưu, tôi muốn làm một cái nhà thờ để nhớ đến tổ tiên cũng như là để lưu niệm lại những cái cuộc đời hoạt động của mình, nó như một cái nhà lưu niệm. Nhưng mà tôi rất lúng túng, sau 2-3 năm tôi đi tìm các cái chuyên gia để về kiến trúc và về phong thủy. Tôi tìm cả chuyên gia trong nước, cả chuyên gia ngoài nước, vì cái lĩnh vực hoạt động tôi có khả năng quen biết và giao tiếp nhiều nơi. Nhưng mà cuối cùng thì tôi tìm được một cái công ty cổ phần nhà Xuân. Ở đây tôi thấy có những cái đề án cũng như là những cái phương án mà hợp lý và tôi thấy là có thể sử dụng để làm việc của mình được. Ở công ty này tôi được các cái nhà phong thủy Phạm Cương cùng các đồng nghiệp của ông giúp đỡ tận tình và đưa cho tôi nhiều phương án. Cuối cùng tôi chọn cái phương án tốt nhất mà các ông trình bày cho tôi. Tôi quyết định là nhà thờ theo phương án đó. Thế thì tôi thì cũng thật ra tôi là cái nhà di vật chứ không di đông. Thế nhưng mà tôi vẫn phải chọn phương án đó là bởi vì những cái đó rất hợp lý, kể cả về khoa học, kể cả về tâm lý đối với tôi. Cho nên tôi vẫn chọn cái phương án đó về hướng nhà thờ, về bố cục nhà thờ, về số gian nhà thờ, về tầm cao nhà thờ, vân vân. Tôi vẫn tôi chọn cái phương án. Quả nhiên, tôi làm cái nhà thờ đó trong một cái mùa mưa từ tháng 2 cho đến tháng 8 năm 2012. Thế nhưng mà suốt quá trình làm nhà thờ, thời tiết không ảnh hưởng gì đến cái việc tiến độ thi công của tôi. Thế rồi thì thợ lề và thợ mộc đều nói rằng là trời của chủ. Tôi lấy một cái thí dụ, khi tôi làm cái nhà, tôi dựng cái nhà thờ sau nhiều ngày người thợ lao động, mà cái hôm dựng nhà thờ là rất quan trọng, thì dựng lúc sáng thì trời đẹp, đến 11 giờ rưỡi thì trời đổ mưa to và những cơn mưa nó kéo đến rất là to và dữ dội. Người ta nói là phải mưa cho đến ít ra 2-3 ngày hoặc là mưa kéo dài. Thế nhưng mà sau khi thợ ngủ dậy đúng 2 giờ, trời lại hầm sáng và công việc vẫn tiếp tục như bình thường, không có gì trắc trở cả. Thì tôi thấy rằng cái sự may mắn của tôi cũng như là thời tiết ủng hộ tôi. Tôi lấy một cái thí dụ thứ hai là cái đất của nhà tôi thì nó không rộng, mà một rất muốn một cái miếng đất ở cái nhà hàng xóm bên cạnh, nó liền với đất nhà tôi để tôi làm một số công việc để phục vụ cái quang cảnh kiến trúc của nhà thờ. Thế tôi nghĩ rằng và dân làng tôi đều nói rằng không bao giờ có chuyện người ta bán cái đất này cả. Thế nhưng mà tình cờ một hôm tôi gần làm xong nhà thờ thì tôi lại nghe cái ông ở bên cạnh đó, ông nói là ông muốn bán một ít đất đi để dùng vào việc gì đó. Tức là tôi thời cơ đã đến, mặc dầu tiền rất túng, tôi đem sổ đỏ ngân hàng đi thế chấp và tôi mua luôn 200 mét bên cạnh nhà thờ. Nhưng mà đến nay mọi người đều công nhận số tôi rất là may mắn và nhà thờ có cái đất đó đẹp hơn rất nhiều, có cây cảnh, có chỗ chơi, có vườn hoa vân vân. Thì tôi thấy được tôi thì tôi không tin vào những cái chuyện này cũng khác, nhưng mà rõ ràng những cái thực tế đó cũng đã đưa cho tôi đến một cái niềm tin nhất định về phong thủy. Và đến hôm nay tôi đã khánh thành nhà thờ, bạn bè tôi ở các nơi về, thế rồi dân làng đến thăm, ai cũng khen là nhà thờ có cái vị trí rất là đẹp, cái hướng thì lại rất thích hợp với các cái hướng ở khu vực đó, đỉnh đền. Tôi có đền hai bà Trưng. Thế rồi thì phong cảnh và chiều cao nhà thờ cũng như chiều rộng nhà thờ và kiến trúc nhà thờ, bố cục nhà thờ, mọi người đến khen.
giết người có cái điều tiếng lành và tiếng khác. Giờ tôi rất phấn khởi và sự cái ý muốn của tôi đã hoàn thành một cách rất tốt đẹp. Xin cảm ơn công ty cổ phần Lạc Sơn, xin cảm ơn chuyên gia phẫu thuật Bảo Cương và các đồng nghiệp của công ty.